Có thiệt không ta, có khi nào anh Dũng với lại anh Vinh hôm nay hai mút quá cái tự nhiên kêu mình ra ngồi nói chuyện chơi vui ta chứ sao mà nghĩ mình vô gia đình lắm được. Các em ngồi nghĩ đi nghĩ lại hoài, có khi nào anh tìm thấy cái gì của mình hay không? Trời ơi, nhảy nhảm vậy. Đó, thì em thấy là hay là nhiều khi cái quan trọng nhất đó, đối với em đó là khi mà em nói chuyện với lại anh Dũng á, thì em thấy là anh có tin mình, anh có niềm tin dành cho mình, cho nên cái sự áp lực của em á nó hơi biến thành động lực. Động lực rồi em bắt đầu em nghiên cứu về cách sinh hoạt của người dân miền Tây nhiều hơn, rồi em cũng có trao đổi và em cũng có giảm cân, mà em giảm cân hoài luôn. Em nhớ là lúc đó là em xuống tới 68 kg, mà cái đợt đó là em 79 kg á, 78, 79 em xuống còn 68 mà da nó vẫn không đen được. Em đi tan da tới mức độ mà da em nó khét luôn mà nó vẫn không đen được. Còn có một cái ngày em thấy da quá đen rồi, em bắt đầu vui, em đi tới định trang em kêu Dũng ơi em đen rồi, anh Dũng ơi rồi tắm nữa đi cưng. Là lúc đó là em thấy chắc là mình phải cố nhiều hơn nữa. Mà cái may mắn nhất đó là khi mà em đi đóng cái bộ phim này á, em nói thật luôn là đối với những cái phim trước đây em mang tâm lý là một diễn viên, nhưng trong phim này em mang tâm lý là một người đi chơi. Tại vì tại sao nói như vậy là tại vì em thấy là khi mà mình thoải mái nhất, khi mà mình đi chơi, mình sẽ tận hưởng không gian một cách tốt nhất. Và cái may mắn của em là em được làm việc với một ekip quá chuyên nghiệp, anh Dũng, anh Thành, cái anh chị diễn viên, và đặc biệt cái người mà cho em nhiều cái cảm xúc tốt nhất đó là bé An. Nó đã cho em một cái gọi là một cái tình cảm. Thì khi mà người ta cho mình tình cảm thì đó là đối với em người diễn viên cái quan trọng nhất là cảm xúc, thì em rất là may mắn được cho một người cho em cái cảm xúc, và đó là lý do mà em nghĩ là mình sẽ cố gắng cho dự án này. Em cảm ơn chúng ta. Dạ rồi, em xin mời anh. Có những cái gì khác biệt hay không? Là chỉ có những cái kỷ niệm hay có cái cảm xúc đáng nhớ là với con trai hào khe của mình không ạ? Dạ, và tiếp theo là câu hỏi dành cho Hứa Vĩ Văn là anh có nhận xét gì về vai thầy Bảy? Và thầy Bảy là người như thế nào? Thì khán giả có thể kỳ vọng gì ở vai diễn thầy giáo Bảy này của anh Hứa Vĩ Văn ạ? Và câu hỏi dành cho chị Mai Nhi là ba tư mắm của phim truyền hình Đất Phương Nam từng giúp chị các... Đúng là mọi người rất là quen thuộc Hồng Ánh trong rất là nhiều những vai diễn về bà mẹ ở trên phim. Và thì anh nghĩ là bất kỳ những bà mẹ nào trong những cái bộ phim hay những cái câu chuyện nào cũng vậy, thì người ta đều muốn kể những cái hình ảnh những cái người mẹ với những cái đức tính tốt đẹp nhất. Và với trong Đất Trường Phương Nam thì cũng vậy, một cái người mẹ mà khi đứng trước sự sống và cái chết thì họ đã chọn cái quyết định để mà có thể sẵn sàng hy sinh cái tính mạng của mình để bảo vệ đứa con của mình. Thì đó là cái điều mà anh thấy là nó là một cái tình cảm thiêng liêng, nó là một cái tình mẫu tử mà dù có trong một cái câu chuyện nào, thời đại nào thì có lẽ để đưa lên màn ảnh cho thật là nhiều người xem. Cái người thực hiện cái tác phẩm đó người ta cũng muốn kể những cái đức tính tốt đẹp nhất của những người mẹ. Thì trong bộ phim này cũng là như vậy. Nói về cái kỷ niệm của anh với lại con trai Hậu Khang thì mình không phải là nhân vật gắn nhiều các cảnh quay đi theo suốt cái hành trình của bé Hậu Khang trong cái bộ phim này lắm. Chỉ là một cái khoảng thời gian không nhiều, nhưng mà anh rất là hạnh phúc bởi vì mình lại có thêm trong cái gia tài những cái vai diễn của mình một cái người con trai, một cái cậu bé rất là thông minh, rất là nhạy cảm và rất là lì lợm giống như Hậu Khang, và lại rất là lễ phép. Và kết thúc dự án và hay là thậm chí là trong suốt cái thời gian thực hiện cảnh quay á, thì đến bây giờ cũng vậy, mỗi lần gặp giống như lần gần nhất là mình gặp Khang ở cánh diều vàng, thì từ xa là Khang đã chạy tới là kêu má rồi là ôm rồi. Và trong quá trình quay cũng vậy, có cái gì ngon nha, Khang cũng xin một là cho mẹ ruột của mình, tại vì em đi đâu em muốn có mẹ đi theo, và một phần thứ hai nữa là cho má em. Đó là cái điều mà anh rất là hạnh phúc. Và mình hỏi là cái cảnh quay nào đối với con là khó? Cảnh sắp sửa sẽ nhảy cầu, cảnh cưỡi trâu sắp tới đây quay, bảo không, với con khó nhất là cảnh con sẽ phải khóc vì xa mẹ trong cái cảnh sắp ở trên phân đoạn ở trên cầu.
thì mình hỏi là tại sao phải khóc. Thì cái thứ nhất là con không có muốn mẹ mất, thì đó là cái điều mà mình cảm thấy mình rất là xúc động và rất là quý cái khoảng thời gian để mà mình được gặp gỡ và được làm mẹ của cậu bé này trên phim. Để hỏi Vy Văn về vai Vừng Thầy Dấu Bảy thì Vy Văn cũng sẽ cũng khó trả lời, bởi vì cũng như anh Dũng có nói, như vai trong hay vai bỏ tròn thì sẽ có những cái bí mật để giữ cho những cái phần tiếp theo. Thì đối với Văn thì khi mà vào vai Thầy Dấu Bảy thì đọc kịch bản thì mọi người cũng như Văn cảm nhận là thấy nó rất là dễ, giống như hơi thở vậy, thế là mình chỉ để vô cái là xong. Nhưng mà khi mà lên set quay thì hầu như là không phải, hầu như rất là khó. Khó đây là lần đầu tiên Vy Văn phải nói tiếng Pháp mà mình chưa bao giờ nói một câu tiếng Pháp bao giờ. Nó kinh khủng khiếp luôn, nói học ở nhà trèo cái mồm. Rồi đã vậy là mình còn làm thầy giáo dạy cho mấy đứa nhóc tiếng Pháp nữa, thì đó là cực kỳ khó. Thế nên là xem thấy nó dễ như vậy, thực ra tất cả diễn viên trong phim này hầu như mọi người đều có những khó khăn riêng của mọi người, và mọi người phải tự động làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Thì không những là mình sẽ cố gắng để mình làm tròn cái vai diễn của mình, cái thứ hai nữa là cái ở phần Vy Văn chưa thể tiết lộ được, tại vì nhân vật Thầy Dấu Bảy ở đây vẫn đang là Thầy Dấu Bảy và vẫn chưa là ông Đạo. Đâm ra là hy vọng là khán giả sẽ theo dõi cái hành trình của bé An, nó còn sẽ đi dài hơn nữa. Và ngoài cái việc mà ở giai đoạn ông Thầy Bảy nói tiếng Pháp ra thì Vy Văn có một cái kỷ niệm đáng nhớ, là Văn cũng rất là lo khi mà quay ở cánh hát. Thì anh Dũng quay với cảnh đó 3 ngày 3 đêm mà phải đánh tất cả những cái cô chú mà đánh ban nhạc, nhạc đạo cụ cho đoàn hát, để đánh live, đánh trực tiếp đó. Và tất cả Vy Văn cũng hơi bất ngờ, tại anh Dũng sao không kêu mình đi thâu âm để mình có thể hát lip sync hay là mình hát nhạc. Cuối cùng là phải diễn thật luôn, và phải diễn 3 ngày 3 đêm. Đến cái đêm thứ 3 thì Văn tắt tiếng, và tắt tiếng cũng may là đến cái đêm thứ 3 thì mình làm sải live, mình không còn phải diễn nữa, là cái điều may mắn. Mình chứ không thôi là hát 3 ngày 3 đêm là tắt cổ họng luôn. Thì nói chung là cảm thấy rất là vui và may mắn khi mà được tham gia cùng với ekip bộ phim Tứ Đường Phương Nam. Và đối với một người diễn viên thì đây là một niềm vui, một niềm tự hào, và đối với một người con của miền Nam đó là một cái điều hạnh diện. Và hy vọng là tất cả mọi người sẽ tiếp tục theo dõi và sẽ biết được cái chuyến hành trình của bé An, và cũng là cái hành trình và tất cả tuyến nhân vật sẽ xuất hiện như thế nào trong tiếp theo. Xin cảm ơn. Trả lời câu hỏi của em, thật ra cái cơ duyên của em đến với bộ phim Đất Rừng Phương Nam nó đến rất là bất ngờ. Em đi cắt chơi thôi, không nghĩ là em sẽ được chọn vào bộ phim lớn như vậy. Tại vì có rất là nhiều những diễn viên nữ xuất sắc và có những cái màu sắc rất là riêng, rất là đặc biệt, và họ rất là nổi bật. Thì em nghĩ là với một cái vai giống như vai Tư Mắm của em thì lúc đó em không ngờ là em được cái cơ hội này. Thì cái khi mà em nhận được cái vai này, có rất là nhiều người hỏi là có sợ là bị so sánh với chị Cát Phượng hồi xưa không? Tại vì chị Cát Phượng ngày xưa rất là nổi tiếng nhờ vai này. Nếu như em tham gia một dự án mà em không tự tin vào bản thân của mình và không tự tin vào diễn xuất của mình thì em sẽ không tham gia. Tại vì em phải tin vào cái khả năng của em trước, em phải tin vào cái nhân vật của em trước thì mới chứng minh được với khán giả. Và đặc biệt là thêm một điều nữa, với một cái ekip mạnh như thế này thì em nghĩ là không có gì là em không tự tin cả. Năm trăm anh em rất đông. Dạ rồi, xin được cảm ơn Mang rất là nhiều. Dạ, và cũng chắc là trong ngày sản xuất đạo diễn Trấn Thành mà sau cùng với lại đoàn diễn viên của chúng ta luôn ạ. Dạ. Thưa quý vị, chúng ta vẫn còn một điều nữa nha. Chúng ta đừng khoan, đừng về. Dạ. Dạ. Vậy nhóm này chưa quay xí nào thôi.
Dạ rồi, xin mời anh Hoan, xin mời anh Vy. Này là chưa dính hình. Phải làm một quả cho nó hết luôn. Con này dễ thương quá à. Con này lúa nhà trồng được mang.